Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng tốt lành. Chúng con chúc tụng lời của Ngài trong Dô xuê chương 17. Xin lời Chúa làm sống và làm tươi mới cho chúng con. Tạ ơn Chúa trong danh Jesus Christ. Amen. Chương 17, chương này nói về sự bốc thăm. Phần đất thuộc về Manase câu 1 đến câu 6. Nói về các ranh giới của Manasseh, người Canaan, rồi người Canaan cũng không bị đuổi ra ngoài, câu 7 đến câu 13. Nói về Joseph, các chi phái của Joseph muốn một phần lớn hơn, câu 14 đến câu 18 phân chia phần đất cho các gia đình còn lại của chi phái Manasseh câu 1 đến câu 2 người ta cũng bắt thăm cho chi phái Manasseh vì người là con đầu lòng của Joseph con Maki con đầu lòng của Manasseh và cha của Calaaas bởi người là chiến sĩ nên có được xứ Calaaas và Basan. người ta bắt thăm cho các con khác của Manasseh tùy theo những họ hàng của chúng về con cháu Abieze về con cháu Helek, về con cháu Adrien về con cháu Zikem về con cháu Hephe về con cháu Semida, đó là các con trai của Manasseh, cháu Joseph tùy theo những họ hàng của chúng. Quyền thừa kế của những con gái Selophat, câu 3 đến câu 6. Và Selophat, con trai của Hephe, cháu của Kalaat, chắt của Maki, chít của Manasseh, không có con trai. Chỉ có con gái tên là Machla, Noah, Hotla, Minka và Thiệt -sa. Các con gái này đến trước mặt thầy tế lễ Eleasa, trước mặt Joshua, con trai Nun và trước mặt các quan trưởng mà nói rằng Đức Yêu đã phán cùng môi xe ban cho chúng tôi một phần sản nghiệp trong anh em chúng tôi. Joshua vâng mạng của Đức Yêu bèn ban cho một phần sản nghiệp trong anh em của cha các con gái đó. Vậy, mười phần bắt thăm chúng cho Manasseh trừ ra xứ Calaat và Basan ở bên kia sông Jordan. Vì các con gái Manasseh có một phần sản nghiệp tại giữa các con trai người, còn xứ Calaa thuộc về các con trai khác của Manasseh. Shelofat không có con trai mà chỉ có con gái. Điều này được ghi nhận trong văn bản bởi vì việc phụ nữ nhận được tài sản thừa kế là điều bất thường. Điều quan trọng là đất đai vẫn thuộc về gia đình tổ phụ hơn là tuân theo tục lệ này. Do đó, các con gái của Shelofat có thể thừa kế đất đai của cha họ. Đức Diêu đã phán cùng môi xe, ban cho chúng tôi một phần sản nghiệp trong anh em chúng tôi. Đây thực ra chỉ là việc thực hiện một quyết định mà môi xe đã từng đưa ra ở trong dân số ký chương 27 câu 1 đến câu 11. Trích dẫn của Matthew Henry từ câu 1 đến câu 6. Bình luận từ câu 1 đến câu 6. Manasseh chỉ là một nửa của chi phái Joseph, nhưng nó bị chia thành hai phần. Các con gái của Selophat giờ đây đã gặt hái được lợi ích từ lòng nhiệt thành ngoan đạo và dự báo thận trọng của họ. Những ai trong nơi đồng vắng của thế giới này lo cho mình một chỗ trong cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng thì sẽ có được sự an ủi ở thế giới bên kia trong khi những người khi còn sống trong đời này sao lãng nó sẽ mất nó vĩnh viễn. Lạy Chúa xin dạy chúng con ở đây tin và vâng lời và ban cho chúng con cơ nghiệp giữa các thánh đồ của Ngài ở trong vinh quang đời đời. Các ranh giới của nửa chi phái phía Tây Manase và sự chiếm đóng không hoàn toàn của họ trên vùng đất đỏ, câu 7 đến câu 13. Giới hạn của Manase từ Ase đến Midmethat đối ngang Zikem rồi chạy đến Jamin về lối dân Enthapuach. Sứ Tháp Buách thuộc về Manasseh, nhưng thành Tháp Buách gần bờ cõi Manasseh thì thuộc về người Ephraim. Từ đó giới hạn chạy xuống phía nam khe Cana các thành đó ở giữa các thành Manasseh đều thuộc về Ephraim, giới hạn Manasseh ở về phía bắc của khe và giáp biển. Phần ở hướng nam thuộc về Ephraim, phần ở hướng bắc thuộc về Manasseh, còn biển dùng làm giới hạn. Hai phần này giáp Ase về phía bắc và isaka về phía đông trong địa phận Isaka và Ase, Manase cũng được Bethsean và các thành địa hạt Gibleam và các thành địa hạt, dân cư của Dora và các thành địa hạt, dân cư của Endorr và các thành địa hạt, dân cư của Thanak và các thành địa hạt, dân cư của Mekido, các thành địa hạt nó và ba cái đồng cao con cháu Manasseh chẳng đuổi được dân thành ấy vì dân Canaan định ý ở trong xứ đó. Nhưng khi dân Israel đã được cường thành, bèn bắt dân Canaan phải phục dịch, song chẳng đuổi chúng nó được hết. Trong câu 12, con cháu xe chẳng đuổi được dân các thành ấy vì dân Canaan định ý ở trong xứ đó. Sự thất bại của họ ở đây cũng giống như sự thất bại của chi phái Ephraim ở trong Joshua chương 16 câu 10. Xong, họ không đuổi được dân Canaan ở tại xứ Kê Xe, nên dân Canaan ở giữa Ephraim cho đến ngày nay nhưng phải nộp thuế. Người Canaan đã quyết tâm cư ngụ ở trong vùng đất đó mà chúng ta biết được rằng Joshua thuộc về chi phái Ephraim. Mà đây là một điều mà Joshua không thực hiện được. Người Canaan đã quyết tâm cư ngụ trong vùng đất đó. Tất nhiên người Canaan sẽ quyết tâm cư ngụ trong vùng đất đó thôi. Điều còn thiếu hay là điều họ thiếu đó là sự quyết tâm hoàn toàn của người dân Israel. Họ bằng lòng khi bắt người Canaan làm nô dịch. Bình luận của Matthew Henry từ câu 7 đến câu 13 có sự giao tiếp tuyệt vời giữa Manasseh và Ephraim. Mặc dù mỗi chi phái có cơ nghiệp của mình, nhưng họ nên xen kẽ lẫn nhau để làm những công việc tốt lẫn cho nhau. Mặc dù là thuộc về các chi phái khác nhau, nhưng tất cả đều cùng một dân Israel và nhất định phải yêu thương như anh em. Nhưng họ có điều là họ đã cho dân Canaan chịu chung sống ở giữa họ. Họ chống lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời để rồi họ phải nhận cái kết cục cuối cùng về mình. Đó là cái kết cục đắng, đó là phải bị lưu đày, bị tản lạc như môi xe đã nói tiên tri trong bài ca của mình. Joshua trả lời phàn nàn của các con trai của Joseph câu 14 đến câu 18. Và con cháu của Joseph nói cùng Joshua rằng chúng tôi đã thành một dân đông vì Đức giê đã ban phước cho chúng tôi đến ngày nay. Vậy tại làm sao ông ban cho chúng tôi chỉ một phần đất làm sản nghiệp? Joshua đáp, nếu các ngươi đông như vậy và núi Ephraim rất hẹp cho các ngươi, thì hãy lên khai phá rừng đang làm chỗ ở cho mình trong xứ dân Pherisit và dân Rephaim. Nhưng con cháu Joshua đáp rằng, núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn miền đồng bằng hết thảy dân Canaan đều ở đó, dân beth và người ở các thành địa hạt nó, luôn những người ở trong trũng Israel đều có thiết xa. Joshua nói cùng nhà Joseph, tức là Ephraim và Manasseh mà rằng, ngươi là một dân đông có sức lớn sẽ chẳng lãnh chỉ một phần đất thôi, nhưng sẽ thuộc về ngươi. giàu là một cái rừng, ngươi sẽ khai phá nó, và các bờ cõi nó sẽ thuộc về ngươi, vì ngươi sẽ đuổi dân Canaan, mặc dầu chúng nó có thiết xa và là cường thạnh. Chúng tôi đã thành một dân đông, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi đến ngày nay. Vậy tại làm sao ông ban cho chúng tôi chỉ một phần đất làm sản nghiệp? Manase và Ebrahim là những chi phái lớn, tổng số của họ lớn hơn bất kỳ chi phái đơn lẻ nào khác. Tại đây họ phàn nàn rằng họ chưa được giao đất thỏa đáng. Nếu các ngươi là một dân đông, câu trả lời của Jose vừa khôn ngoan vừa tuyệt vời. Ông nói với họ, nếu các ngươi là một dân đông thì hãy đi chiếm đất cho mình, chiếm trọn những gì Chúa đã ban cho các ngươi. Những chi phái này đã không hoàn toàn chiếm được miền núi ở giữa họ, vì đó sẽ là công việc khó khăn và nguy hiểm. Thái độ của họ khác với thái độ của Caleb như thế nào? Joshua chương 14 câu 11 đến 12 họ muốn đất dễ dàng được ban cho họ thay vì nhận lời hứa của Đức Chúa Trời và đi ra ngoài lấy những gì Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Nguyên tắc này cũng áp dụng mạnh mẽ cho chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta mong muốn điều gì đó nhiều hơn, điều đầu tiên cần làm là trung thành hết mức như có thể. Có lẽ họ kêu gọi Joshua như một người đồng hương Ephraim vì ông là dòng dõi của chính Joseph. Đây là bình luận của Matthew Henry từ câu 14 đến câu 18 này. Joshua với tư cách là người của công chúng không quan tâm đến chi phái của mình hơn bất kỳ chi phái nào khác nhưng sẽ cai quản mà không cần ưu ái hay tình cảm trong đó ông đã để lại một tấm gương tốt cho tất cả mọi người trong sự tín nhiệm của công chúng. Xuyên nói với họ rằng những gì đã chia cho họ sẽ là quá nhiều đối với họ nếu họ chịu khó làm việc và chiến đấu. Mọi người ấy thì tìm cách bào chữa cho mình để khỏi làm việc bằng đủ loại lý do để đạt được mục đích không có gì phục vụ mục đích tốt hơn là có những quan hệ giàu có và quyền lực tức là để đạt được mục đích mình mong muốn ấy thì việc mà dùng những quan mối quan hệ giàu có và quyền lực ấy là cái phương tiện tốt nhất để đạt mục đích cho mình ở đây ý nói là những người trong chi phái Ephraim, họ muốn ỷ lại về Joshua. Họ có xu hướng muốn thực hiện một phần và không trung thành đối với những gì mà họ được tin cậy và giao phó. Họ nghĩ rằng như thế là được rồi, nhưng sẽ có nhiều ý tốt thực sự trong việc chỉ ra những lợi thế trong tầm với khả năng của họ. Khuyến khích người dân của chi phái này hãy cố lên, phải cố lên để phát huy những điều tốt nhất của họ, hơn là cho phép những kẻ lười biếng và ngông cuồng hưởng thụ. Tôn giáo chân chính không để ý đến cái nạn thờ ơ hờ hững này, Quy tắc là nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng có ăn. Hai thê Ca chương 3 câu 10, theo bản hiệu đính. Và nhiều khẩu đại bác của chúng ta chỉ là ngôn ngữ của sự vu vơ, nói phóng đại, cường điệu hóa, đại bác là cái miệng, ấy. cường điệu hóa mọi khó khăn và nguy hiểm. Điều này đặc biệt xảy ra trong công việc thuộc linh và chiến tranh của chúng ta. Không có đấng Christ chúng ta không thể làm gì được, nhưng chúng ta có khuynh hướng thích yên phận và không muốn cố gắng gì cả. Nếu chúng ta thuộc về Ngài thì Ngài sẽ khuấy động chúng ta bằng những nỗ lực hết sức mình và yêu cầu Ngài giúp đỡ, sau đó bờ cõi chúng ta sẽ được mở rộng. Một sử ký chương 4 câu 9 câu 10 Gia Bê được tôn trọng hơn anh em mình, mẹ người đặt tên là Gia Bê vì nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia Bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự giữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện và rồi những lời phàn nàn sẽ im bặt hay đúng hơn biến thành những lời tạ ơn và lời vui mừng. Còn sau đây là bình luận của Chuck Smith ở trong chương 17 này. Khi chúng ta bước vào chương 17, thấy rằng Joshua tiếp tục chia xứ trong cái công việc mà chia đất ấy. Một nửa chi phái Manasseh. Manasseh ở bên phía đông có rồi, một nửa bên phía tây tiếp tục được nhận làm cơ nghiệp. Một nửa còn lại định cư ở bờ phía tây trong Jordan. Ngày nay thì bờ phía tây thực sự thuộc về dân Israel, trong số đó thì có một phần chi phái Manasse ở trong đó. Khi xuống đến câu 12, chúng ta thấy đọc về sự thất bại của dân Israel trong việc đánh đuổi hoàn toàn kẻ thù. Tuy nhiên những con dân của Manasse không thể đuổi được dân cư các thành phố đó, người Canaan sống ở trong đất. Tuy nhiên điều đã xảy ra khi con cái Israel họ mạnh hơn, họ bắt người Canaan phải cống nạp, phục dịch. Nhưng họ đã không hoàn toàn đuổi hết những người Canaan đi theo mạng lệnh của Chúa. Câu 12, 13. Còn cháu Manasseh chẳng đuổi được dân các thành ấy vì dân Canaan định ý ở trong xứ đó. Nhưng khi dân Israel đã được cường thạnh, bèn bắt dân Canaan phải phục dịch, song chẳng đuổi chúng nó được hết. Con cái Israel đã thất bại trong việc chiến thắng hoàn toàn và chinh phục hoàn toàn đất đai mà Chúa đã hứa. Trước đây, chúng ta đã chỉ cho thấy rằng toàn bộ kinh nghiệm về việc con cái Israel thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập băng qua đồng vắng đến đất hứa là một câu chuyện mang tính chất ẩn dụ thuộc linh. Nó là hình bóng cho chúng ta với tư cách là những cơ đốc nhân được ra khỏi lò sắt Ai Cập là nhà nô lệ trong tội lỗi của chúng ta, đã từng vướng phải. Biển đỏ tương đương với phép bóp tem của chúng ta đi vào một mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa điều đó với chúng ta như thế nào? Bước vào một đời sống chiến thắng xác thịt mình, bước vào sự bước đi cùng với Đức Thanh Linh và sự sống của Đức Thanh Linh mà Đức Chúa Trời muốn mỗi người trong chúng ta trải nghiệm và nhận biết Ngài. Chúa mong muốn rằng chúng ta giành được chiến thắng hoàn toàn trên mọi lĩnh vực và mà kẻ thù đã từng là thành trì trong cuộc sống của chúng ta, từng làm đồn lũy, làm ổ trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta cho phép bất kỳ đồn lũy nào của kẻ thù còn tồn tại, chúng sẽ là một vấn nạn truyền miên và thường xuyên gọi là chọc ngoáy bạn trong quá trình phát triển thuộc linh của bạn. Bây giờ, nhiều lĩnh vực trong xác thịt của chúng ta còn lưu động lại, có thể là tính khí xấu, có thể là tức giận, có thể là các loại tính khí khác, kiêu kiêu ngạo, tự phụ hoặc bất kỳ điều gì mà phải đối phó trong cuộc sống của mình. Bây giờ, Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn sự chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn trên những lĩnh vực còn đầy tính xác thịt này ngài đã cung cấp tất cả những gì mà bạn cần nhưng nhiều lần ngay cả khi con cái israel đã không thành công trong việc đánh đuổi kẻ thù rồi cũng đến thời kỳ báo trả lại cái điều đó việc họ không đánh đuổi được kẻ thù hoàn toàn bây giờ đã vô cùng bất lợi cho chính họ rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta nơi chúng ta không đạt được chiến thắng trọn vẹn trong chính lĩnh vực mà chúng ta chưa thực sự vượt qua và tuyên bố chiến thắng trong đấng christ chính đó là những lĩnh vực mà chúng ta thấy mình bị satan tấn công trong tương lai và đôi khi bị đánh bại trong tương lai bởi vì chúng ta không hoàn toàn thực hiện lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta và tuyên bố về sự chiến thắng trọn vẹn mà chúng ta có thể có được trong khi bước đi với Đức Thánh Linh. Vì vậy, sự mà không có chiến thắng hoàn toàn trọn vẹn xong rồi hay là hoàn tất như mạng lệnh của Chúa sẽ là một trong những bi kịch buồn nhất hay là đáng thương nhất cũng là một trong những ghi chú nhỏ của Joshua trong suốt chặng đường. Bạn sẽ thấy rằng họ đã không hoàn toàn xua đuổi cư dân. Họ đã không chiếm hoàn toàn đất đai. Họ đã không chinh phục được tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho. Và sau đó điều đó là có hại cho chính họ. Vì vậy chúng ta đừng có noi theo gương tương tự. Nhưng chúng ta hãy dẫn thân, hãy bước đi trong Đức Thánh Linh để được vào trong sự sung mãn thật của Chúa Giêsu, Để cho nguồn nước nó được khai phóng ra, được văng ra từ trong lòng của chúng ta. Mà đừng bị tắc nghẽn để cho dòng sông sự sống nó có thể chảy từ trong lòng của chúng ta ra như trong răng chương 10 cũng như là răng chương 4 con nói tôi muốn hoàn toàn cởi mở ra với bất kỳ điều gì Chúa dành cho tôi cho cuộc sống của tôi bởi vì tôi cần mọi sự giúp đỡ mà tôi có thể nhận được tôi muốn cởi mở và muốn mình được nhận hoàn toàn khi đến gần Chúa Chúa ơi bất cứ điều gì ngài có trong tâm trí dành cho con bất cứ điều gì thì thuộc về con con khao khát nó con muốn nó và con cần nó Tôi cảm thấy tiếc cho nhiều người có quan niệm về Chúa đến mức họ không thể mở lòng hoàn toàn đối với Chúa, nhưng họ đưa ra giới hạn cho Ngài. Bây giờ Chúa ơi, con thực sự không muốn điều này, Chúa ơi, cái này con không có cần, con không có thích. Họ sẽ đặt ra những giới hạn đối với Chúa như thể Chúa đã ban cho tôi một thứ gì đó không thực sự mang lại lợi ích hay là phước lành cho tôi vì tôi không thích. Tôi không muốn đặt bất kỳ một loại dây trói nào lên những gì mà Chúa có thể muốn làm trong cuộc đời tôi hoặc qua cuộc đời tôi. Tôi muốn hoàn toàn cởi mở trước mặt Chúa trong mọi việc. Vì vậy tôi muốn giành được mọi chiến thắng mà Chúa dành cho tôi. Tôi muốn sở hữu tất cả những lời hứa mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi muốn đòi lại toàn bộ miền đất Chúa đã hứa. Tại sao tôi lại để thiếu những sự sung mãn mà Đức Chúa Trời muốn làm trong cuộc đời tôi? Tại sao tôi phải dừng lại khi Chúa đang thúc giục tôi tiếp tục? Tại sao tôi phải cho phép hoặc dung thứ một lĩnh vực xác thịt nào của mình mà vẫn chưa đầu phục Đức Thanh Linh và chưa được ở dưới sự kiểm soát của Đức Thanh Linh? Tại sao tôi phải thiết lập một cuộc sống chung một sự thỏa hiệp hay là chung sống hòa bình với một số điểm yếu của xác thịt của mình? Tôi khao khát được biết sự chiến thắng trọn vẹn và đầy đủ của Chúa Giêsu Christ trong mọi lĩnh vực đời sống của tôi. Tôi muốn tiếp tục nhấn mạnh và tuyên bố cho đến khi tôi đã chinh phục được nhờ đứng Christ tất cả những gì mà Ngài đã hứa cho tôi. Chúa đã vạch ra biên giới và tôi không muốn thiếu bất cứ thứ gì mà Ngài dành cho. Nhưng con cái Israel đã làm điều đó một cách nửa vời. Họ đã không chinh phục tất cả những vùng đất mà Chúa đã hứa. Khi họ trở nên mạnh mẽ hơn, thay vì tống cổ những kẻ thù của họ ra ngoài thì họ chỉ đánh thuế, kẻ thù và bắt kẻ thù làm nô dịch cho họ mà thôi. Ta ơn Chúa. Ở đây là trong chương này. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài cho những lời ở trong chương này đây.